Xúc động, bồi hồi, hoài niệm là cảm xúc chung của những người tham gia buổi gặp mặt thân mật các cựu sinh viên nhân dịp 112 năm ngày truyền thống và 25 năm thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2018 vừa qua tại hội trường Nguyễn Như Công Tum số 19 Lê Thánh Tông. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nhất của câu lạc bộ cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sau hơn một năm thành lập đến nay. Cảm xúc chúng tôi hiện nay vẫn rất là xúc động và tôi nghĩ rằng những cái hoạt động như vậy thì nên thời gian tới là tăng cường để nhằm cho có một cái nơi để mà các cựu sinh viên của nhà trường được quay trở lại để ôn lại những kỷ niệm xưa, cũng là nơi để có thể tăng cường các cái giao lưu hợp tác với nhau. Làm cựu sinh viên của Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây và Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi cái điều mà chúng tôi tự hào nhất là cái phương pháp giảng dạy của nhà trường đã giúp cho chúng tôi có thể sau này khi tốt nghiệp ra trường không làm đúng cái chuyên ngành mà mình học, nhưng tuy nhiên đều phát huy và trưởng thành. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là biết khởi nghiệp sau khi mình được trang bị những kiến thức trong nhà trường. Với mong muốn của chúng tôi rất là mong muốn Đại học Quốc gia Hà Nội với tuổi 25 sẽ tiếp tục phát triển, trưởng thành, thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực và dẫn đầu cái ngành giáo dục đại học cả nước. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch câu lạc bộ cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã tới dự buổi gặp mặt và phát biểu chào mừng. Ông cho biết, câu lạc bộ Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập hơn một năm nay nhằm kết nối các cựu sinh viên đã từng học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Vừa qua, câu lạc bộ là đầu mối tổ chức một số hoạt động khơi gợi sự hướng tâm của cựu sinh viên về với mái trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Chủ tịch câu lạc bộ mong rằng tới đây các hoạt động của câu lạc bộ ngày càng đa dạng với nhiều quy mô, nhiều hình thức phong phú. Tại buổi gặp mặt, những người tham gia đã cùng nghe chia sẻ tâm sự những kỷ niệm về thầy cô, mái trường của các cựu sinh viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau đã và đang công tác và thành đạt tại nhiều vị trí trong các đơn vị nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân. Khi được mà nghe các anh chị chia sẻ về những câu chuyện, về những kỷ niệm và cũng như là các kinh nghiệm trong học tập thì mình được tiếp thêm rất là nhiều động lực. Thứ nhất là niềm an tâm tin tưởng là Đại học Quốc gia Hà Nội là một trường đại học mà có chiều sâu, có chiều dài, tức là cái tinh thần và cái đoàn kết ở trong cái khối liên kết này rất là mạnh mẽ. Thứ hai là tạo cho mình một cái trách nhiệm, tức là đấy, nhìn cựu sinh viên người ta đã ra trường, đã học tập và trở thành những người đóng góp rất là nhiều cho xã hội thì bản thân mình là tân sinh viên sẽ phải làm gì để tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp đó.